Hoa Kỳ giúp Việt Nam chuẩn bị đối phó với đậu mùa khỉ. Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội hôm ngày 5 tháng 9 đăng tải một tài liệu bằng tiếng Việt về bệnh đậu mùa khỉ của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Hoa Kỳ. Đại sứ quán cho biết rằng tài liệu này nhằm chia sẻ cách giúp người Việt có thể tự bảo vệ bản thân mình thông qua các biện pháp quan hệ tình dục an toàn hơn. Thông tin bằng tiếng Việt của CDC về bệnh đậu mùa khỉ được đăng tải ít lâu sau khi đại diện CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết cơ quan này đang làm việc với Bộ Y tế Việt Nam để tăng cường năng lực phòng chống bệnh đậu mùa khỉ. Ông Eric Zuban, Giám đốc Quốc gia CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam, phát biểu với báo giới rằng việc hợp tác này đã diễn ra từ ngày 1 tháng 6 với nhiều hình thức từ sàng lọc đến theo dõi, chẩn đoán và xét nghiệm. Bệnh đậu mùa khỉ gây ra các triệu chứng giống như cúm và các tổn thương trên da đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố là tình trạng khẩn cấp và sức khỏe cộng đồng toàn cầu vào ngày 23 tháng 7. Cho tới nay, Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm bệnh đậu mùa khỉ nào trong số một số quốc gia ở Đông Nam Á như Thái Lan và Singapore đã có nhiều nhiễm. Nhà giáo Đặng Đăng Phước bị bắt vì chống nhà nước. Thầy giáo Đặng Đăng Phước, 59 tuổi, giảng viên một trường cao đẳng ở Đắk Lắk, là một trong những nhà hoạt động ủng hộ thuyết tam quyền phân lập ở Tây Nguyên, vừa bị công an Đắk Lắk bắt giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Theo đó, vào ngày 8 tháng 9, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt tạm giam ông Phước để điều tra về hành vi làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Báo Đắk Lắk bắt dẫn tài liệu điều tra cho biết, từ năm 2019 đến nay, ông Đặng Văn Phước đã lợi dụng mạng xã hội Facebook thường xuyên biên soạn, đăng tải nhiều bài viết, video clip có nội dung tuyên truyền xuyên tạc chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cơ quan chức năng đã nhiều lần nhắc nhở, giáo dục và yêu cầu Phước chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, ông Phước không những không chấp hành mà vẫn tiếp tục hoạt động ngày càng quyết liệt, cực đoan hơn. Ông Phước vào ngày 22 tháng 7 đã bị Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Đắk Lắk lập biên bản về hai bài có nội dung gây ảnh hưởng uy tín, xúc phạm danh dự cá nhân. Theo biên bản được ông đăng tải trên trang Facebook cá nhân, hai bài này có tựa bác thưởng quà cho các cháu gái xinh đẹp và lý luận xứ Đông Lào. Thanh tra Sở đã yêu cầu ông Phước gỡ hai bài này. Ông Phước được biết là một trong những người ủng hộ cho thuyết tam quyền phân lập, theo đó hạn chế sự lạm quyền bằng việc không tập trung quá nhiều quyền lực nhà nước vào tay một cơ quan nhất định. Chính quyền Việt Nam từ trước đến nay cho rằng những người hô hào và vận dụng mô hình tam quyền phân lập vào nhà nước Việt Nam là những người ủng hộ đa đảng, đa nguyên chính trị. Giới lãnh đạo Hà Nội cho rằng quyền lực nhà nước là thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Người dân ngoại thành Hà Nội tất bật chạy lũ. Do mưa lớn kéo dài, nước sông Bùi dâng cao tràn vào thôn Bùi Xá, thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội. Nhiều người dân đã trắng đêm chạy lũ. Theo ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch thị trấn Xuân Mai cho biết, từ chiều tối ngày 8 tháng 9, nước tràn vào các con đường chính của thôn Bùi Xá, có nơi nước dâng khoảng 50cm. Một số hộ dân do ở khu vực thấp nhất, nước đã dâng vào nhà và ngập chớm mép nền nhà. Thị trấn Xuân Mai đã phát đi cảnh báo, đồng thời chuẩn bị các điều kiện khi nước dâng thì sẽ di tản người dân đến vị trí an toàn. Huyện Chương Mỹ, địa hình thấp trũng là vùng thoát lũ của Hà Nội và chịu ảnh hưởng của dòng chảy sông Bùi. Con sông này bắt nguồn từ huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, đổ vào sông đáy của Hà Nội. Khi thượng nguồn và mưa tại chỗ lớn, nước sông Bùi dâng cao sẽ gây ngập cho vùng hạ du là huyện Chương Mỹ, một phần huyện Quốc Oai và Mỹ Đức của Hà Nội. Cựu Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang bị truy tố. Cơ quan tố tụng vừa hoàn tất cáo trạng truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang cùng 3 bị can khác trong vụ án xảy ra tại cổng công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long, gây thiệt hại 3.8 triệu đô la Mỹ tài sản nhà nước. Cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang, Dương Huy Liệu, cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế Nguyễn Việt Hùng, cựu Cục Phó Cục Quản lý Dược Bộ Y tế Nguyễn Nam Liên, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính bà Phạm Thị Minh Nga, cựu chuyên viên Vụ Kế toán Tài chính cũng bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị can tại công ty dược Cửu Long cũng bị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gồm Lương Văn Hóa, cựu Tổng Giám đốc, Nguyễn Thanh Tòng, cựu Phó Tổng Giám đốc và hai người khác. Theo các cáo trạng, công ty Cửu Long được thành lập từ năm 2004 với hơn 51% vốn nhà nước. Năm 2019, sau khi nhà nước thoái vốn, công ty này trở thành công ty 100% vốn tư nhân. Thời điểm năm 2005, dịch cúm A, H5N1 diễn biến phức tạp, Thủ tướng phê duyệt kế hoạch dự trữ thuốc Tamiflu và sản xuất thuốc Oseltamivir để đề phòng, chống dịch tại Việt Nam và giao Bộ Y tế tổ chức triển khai, chỉ đạo giám sát việc sản xuất dự trữ thuốc theo kế hoạch.
Sau đó, Bộ Y tế giao vụ kế hoạch tài chính phối hợp với cùng Bộ Tài chính xây dựng giá thuốc Oseltamivir sản xuất trong nước và công ty dược phẩm Cửu Long là một trong số các đơn vị được lựa chọn đặt hàng sản xuất thuốc Oseltamivir. Từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2006, công ty dược Cửu Long nhận 520 kg nguyên liệu Oseltamivir với giá hơn 9 triệu đô la Mỹ của công ty Mambo Singapore và đã thanh toán hơn 5 triệu đô la Mỹ. Số tiền còn lại được trả chậm trong vòng 6 tháng kể từ khi nhận hàng. Sau đó, Lưu Văn Hóa đã lợi dụng chức vụ quyền hạn chỉ đạo cấp dưới làm hồ sơ giấy tờ nhằm che giấu việc giảm giá này, mục đích bỏ ngoài sổ sách khoản tiền hơn 3.8 triệu đô la Mỹ. Hơn 10.000 người sập bẫy vay tiền của một công ty ma ở Sài Gòn. Nhóm tội phạm bỏ tiền mua thông tin khách hàng rồi gọi điện chào mời vay không thế chấp, thủ tục nhanh gọn. Hơn 10.000 người đã bị sập bẫy vay tiền bởi công ty ma này. Ngày 8 tháng 9, Công an thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet đối với Lại Thị Ngọc Trang và Nguyễn Văn Trường, cùng trú tại phường Bình Thuận, quận 7, thành phố Sài Gòn. Trang đã thuê nhà ở thành phố Sài Gòn và lập công ty kinh doanh đầu tư Hưng Thịnh, sau đó mua sắm các thiết bị tuyển dụng nhân viên, hướng dẫn phương thức lừa đảo, trả lương và chi hoa hồng và tổ chức hoạt động lừa đảo. Từ tháng 10 năm 2021 đến nay, trung bình mỗi tháng doanh nghiệp của công ty này thu khoảng 1.2 tỷ đồng, ước tính hơn 10.000 người trên cả nước sập bẫy vay tiền của nhóm lừa đảo này. Thủ đoạn lừa đảo của nhóm này là tiến hành mua mỗi thông tin của khách hàng với giá từ 3.000 đến 10.000 đồng. Sau đó giao từng nhân viên giả danh cán bộ nhân viên gọi điện đến công mồi và giới thiệu các gói vay không cần thế chấp. Nếu khách hàng đồng ý vay thì yêu cầu chụp ảnh căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân và hộ khẩu chuyển qua Zalo để làm hồ sơ xét duyệt. Tiếp đó, bọn chúng thông báo cho khách hàng hồ sơ đã được duyệt, yêu cầu đóng tiền bảo hiểm khoản vay với cam kết sẽ được hoàn trả khi giải ngân. Và ngày sau, các đối tượng lại thông báo chuẩn bị giải ngân, đề nghị nộp trước tiền trả góp tháng thứ nhất. Nhiều trường hợp chúng gọi lại thông báo hồ sơ trục trặc nên yêu cầu người vay nộp thêm phí hoặc nộp tiền trả góp tháng 2, gọi xin tiền hỗ trợ làm hồ sơ cũng như các chi phí khác. Dùng súng cướp tiền táo tợn tại một ngân hàng ở Đồng Nai. Một vụ dùng súng cướp ngân hàng đã xảy ra vào chiều ngày 8 tháng 9 tại phòng giao dịch của một ngân hàng ở cổng thu công nghiệp Tam Phước, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Theo camera ghi lại, vào khoảng 2 giờ 30 phút chiều ngày 8 tháng 9, một thanh niên mặc áo khoác đen, quần đen dừng xe máy ven đường quốc lộ 51 phía đối diện với cổng khu công nghiệp Tam Phước, cách ngân hàng khoảng 80 km. Sau đó, nghi can đi vào ngân hàng. Lúc này bên trong ngân hàng có khoảng gần 20 khách hàng đang giao dịch và ngồi chờ đến lượt giao dịch. Tên cướp bước vào ngân hàng vẫn đội mũ bảo hiểm và ngồi ghế chờ giữa ngân hàng. Còn quan sát khoảng hơn một phút sau, nghi can đứng dậy liền vào quầy thu tiền của một nam nhân viên. Ngay sau đó, tên cướp lập tức rút súng bắn chị Thiên khiến cho khách hàng và nhân viên ngân hàng nháo nhào bỏ chạy. Tên cướp chỉ súng thẳng vào nam nhân viên ngân hàng, uy hiếp yêu cầu đưa tiền. Lúc này, bảo vệ ngân hàng chạy vào cầm ghế nhưng không dám tiếp cận vì tên cướp đang chỉ khẩu súng. Khoảng một phút sau, nhân viên ngân hàng cho tiền vào túi màu đen đưa tên cướp thì hắn nhanh chóng chạy ra ngoài hướng quốc lộ 51 để lấy xe máy. Một số người đuổi theo nhưng tên cướp đã nổ súng khiến những người này đành đứng lại. Tên cướp lên xe phóng đi hướng huyện Long Thành. Hiện tại công an đang truy lùng nghi phạm. Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin hôm nay của Hùng Việt TV. Và nhân dịp Trung Thu thì Hùng Việt TV cũng chúc quý khán giả có một đêm Trung Thu thật đầm ấm với gia đình và con cháu. Và ăn thật nhiều bánh Trung Thu cũng như các em nhỏ có một đêm nước đèn thật là hạnh phúc. Xin kính chào ạ. We'll be right back.